Yếu tố đầu tiên là chương trình thời ghi mặt đấu. Chương trình thời ghi mặt đấu thi đấu có đoạn bộ có những nhà không phải nha. Đã vô số. Bốn chua thì sẽ đạt được giải đấu trường 357 lần. Được kêu đang vô vết đang quấn bắt riêng chưa nha. Bọng nha. Bọng là chương trình thời nhỏ ra. Bọng to nha, cầu nha. Ôi giờ cặp cánh nó ra. Nó quá ghê gớm luôn. Bọng to. Bọng to quá rồi. Nghĩ cái gì đó, nó quýt rồi đó. Khi chúng ta là thi 4 mặt mẫu như này, chúng ta là 4 mặt nhìn quay ra ngoài thì không có mức điểm được khi so sánh. Duyên kim hành bộ đây. Khỏi bóng rè nó cũng nhúc em ơi. Không có nó ghim kim cỡ đó mà. 7 nhất định đó. Hết giờ rồi, 2 phút rồi.